Không biết là thợ gì nhưng mà lúc nào cũng khóa cửa nha mọi người nha, không được vô đụng tới nha. Chùa trên đỉnh núi luôn á, chùa của người Ấn Độ á mọi người. Nè trái chuối nè. Chuối nè. Thấy thương không? Stay here. No, I'm Quebec. I just went all stay in the tree. Yeah. Where are you? I long time no come. Five year. Yes, where are you from? I Salak, Chinchin, Nilai Airport. Nilai, oh, airport. Before I come here many times. Yeah, good, come good. Yeah. Nói chuyện với mấy bà trên đây vui. Đây chùa rắn chín đầu, không biết chùa gì nữa, mình tự mình nói vậy đó nè, tại vì hổ chưa dạ. Phải chào á dạ. Ừ đi ra ngoài á quay đã lắm vừa phải chào đó bạn vừa pha tao. Rồi nó đòi xử mình luôn rồi mọi người ơi. Đó. Đây nè mọi người đó. Nà bếp nè tên hoa. Đẹp không mọi người? Mình mê. Vừa giao mài rồi mò đó. Lon lon. Chị coi trong mà trên Facebook á, cái người Ấn Độ có cái món chầu mà bỏ vô trong họng mà đốt lửa đó Lon. Nó dí. Chị coi trên Facebook mà cái miếng chầu người ta bỏ vô cái người ta đốt lửa làm cái ọc của món người Mã Lai á, à, gì người Ấn Độ á, xuống thử không? Trực tiếp hả? Trực tiếp không? Ê, lại mua cái miếng chầu ăn thử không? Chị thấy trong mặt quà khăn anh tôi lãnh dù nó cơ xưa đó nó cơ chim sơ là thay dù khai phò hình hình to lĩnh camera nó cơ xưa ta dù khai phò phăng của mình chị ba chứ cơ xưa bữa xưa